AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Hi guys, xin chào tất cả các bạn, cô là Linh và hôm nay cô rất vui có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong bài thứ tư của chương trình lớp 9 là Unit 4 Life in the Past. Cái này là bài hôm nay chúng ta học với chủ đề là cuộc sống ở trong quá khứ. Như tuần buổi trước chúng ta đã học về bài đầu tiên, Lesson 1 Getting Started, là bài đầu tiên đưa cho chúng ta những thông tin cơ bản nhất về cuộc sống của con người trong quá khứ qua cuộc hội đối thoại giữa bố của Nguyên và Nguyên, và cũng đưa cho chúng ta một số từ vựng cũng như hoạt động mà chúng ta, ông bà, bố mẹ chúng ta hay làm trong quá khứ. Đến ngày hôm nay, trong lesson 2 ngày hôm nay, a closer look 1, chúng ta sẽ được học thêm nhiều từ vựng hơn nữa cùng với về chủ đề Life in the Past. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu một số từ vựng mà các bạn có thể gặp trong ngày hôm nay. Đầu tiên, đó chính là từ barefooted. Ở đây nó là mang dạng tính từ. Nó có nghĩa là chân trần, đi chân đất, có nghĩa là các bạn đi mà không đi dép ấy ạ. Cái này thì chỉ có xuất hiện, bây giờ chỉ có hồi xưa thôi, chứ bây giờ không ai đi ra ngoài đường mà đi barefoot, đi chân trần cả, đúng không? Đến từ thứ hai đó là entertained. Nó là động từ, nghĩa là giải trí. Và chúng ta có danh từ của nó là gì nhỉ? Entertainment là sự giải trí. Chúng ta có từ tiếp theo là từ act out, nghĩa là gì các bạn? Đóng vai này, diễn kịch này. Và tiếp theo là từ preserve. Động từ ở đây có nghĩa là bảo tồn, giữ gìn, gìn giữ cái gì đấy. Các bạn nói preserve something là gìn giữ, bảo tồn cái gì. Và chúng ta có một cụm phrasal verb này tiếp theo, đó chính là từ write down, viết xuống. Đây là hành động mà các bạn như kiểu viết bài thôi ấy. Write something down thì các bạn nghĩa là viết cái gì xuống nhá. Đến từ cuối cùng mà hôm nay, đó sẽ là từ creative, tính từ, có tính sáng tạo, có nghĩa là bạn là một người hết sức sáng tạo này, luôn luôn suy nghĩ tìm tòi cái mới này. Và nó là tính từ, và danh từ của nó là từ creation, và động từ của nó là từ create. Bây giờ để chúng ta để cùng nhau luyện những từ vựng này một cách gọi là chuyên sâu hơn, kỹ hơn, thì chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập đầu tiên nhé. Ok, bài tập đầu tiên đó chính là gì nhỉ? Match a verb in A with a word in or phrase in B. Có nghĩa là mình làm thế nào nhỉ? Mình nối các từ ở cột A với các từ ở cột B. Các bạn nhìn xem điểm chung của các từ ở cột A là gì đấy. Các bạn nhìn này, nó có những từ gold, collect, entertain, dance, act out, use, preserve and keep. Nó là tất cả nó đều là gì nhỉ? Đều là động từ nhỉ? Ví dụ các bạn từ gold là đi này, collect là sưu tầm này, thu thập này, entertain mình vừa nói xong đó là giải trí nhá, dance là nhảy thì hầu như ai cũng biết từ này rồi đúng không, act out có nghĩa là diễn này, use có nghĩa là sử dụng, preserve có nghĩa là gìn giữ, bảo tồn. The keep ở đây nghĩa là giữ, giữ cái gì đấy trong tay. Ví dụ I keep the remote, như kiểu cô đang nói là I'm keeping the remote, tôi đang giữ cái điều khiển trong tay. Ví dụ đến cột B nào, mình xem có những từ nào nào. Cột B ở đây thì có nhiều dạng từ hơn, chứ không phải giống như cột A là chỉ có danh từ nữa nào. Cột B là to drum music, có nghĩa là cái này là cái nhạc có tiếng trống làm nền đấy ạ. Drum là trống, music là nhạc. Themselves ở đây nghĩa là gì nhỉ? Chính họ, tự bản thân họ. Stories là câu chuyện. A diary thì mình biết cái này rồi đúng không? A diary là quyển nhật ký. Thứ hai, câu đến đoạn là your imagination là cái gì đây nhỉ? Trí tưởng tượng của bạn. Và cái từ barefooted là mình biết rồi, đó là chân trần, chân đất. The post ở đây có nghĩa là các bạn, cái này hầu như các bạn bây giờ nghĩ cái này thường là post lên Facebook đúng không? Các bạn là đăng cái gì lên Facebook thì các bạn dùng từ post này. Nhưng nó cũng có nghĩa là mày là thư nhá, cái thứ các bạn gửi đi ý, mà bây giờ hầu như là không ai còn gửi thư nữa. Và thứ tư là our traditions, có nghĩa là truyền thống. Cái từ traditions này buổi trước mình đã học rồi. Bây giờ mình chúng ta cùng làm nhá. Từ đầu tiên là từ goat nào. Các bạn nghĩ từ goat sẽ có thể đi với cái gì? Từ nào trong đây? Goat thì các bạn có thể đi với từ nào là hợp lý nhất nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm, cô cùng các bạn cùng làm nhá. Đầu tiên nào. Đây là đáp án của bài này. Goat thì chúng ta sẽ có go barefoot, có nghĩa là gì nhỉ? Go barefoot là các bạn đi chân trần. Barefoot là chỉ là tính từ đi chân đất, đi chân trần thôi. Còn mình sẽ đi với động từ go barefoot, có nghĩa là đi chân đất này. Collect the post,
Có nghĩa là các bạn ấy có mấy chú đưa thư à? Người ta gọi là gì nhỉ? Chú đưa thư này thì cho bạn collect the post, có nghĩa là mỗi tuần ví dụ các bạn sẽ đến một cái hộp thư, xong các bạn lấy những lá thư đấy rồi đi gửi cho người khác, thì đấy là collect the post, là các bạn thu thập những lá thư này, thu thập những đồ mà người ta gửi. Entertain themselves nghĩa là gì đây nhỉ? Tự làm giải trí, nghĩa là tự chơi đùa. Có nghĩa là bạn có cái gì đấy bác tự chơi. Ví dụ các bạn tự chơi, tự giải trí mình bằng việc xem điện thoại hay là xem TV chẳng hạn. Cái thứ tư là dance to drum music, có nghĩa là nhảy theo tiếng trống này, đúng không? Act out the stories, các bạn là diễn kịch theo cái gì đấy, mình có một câu chuyện và mình sẽ diễn kịch. Cái này là các bạn hay gặp khi mà các bạn học trường học mẫu giáo ấy. Ví dụ có một câu chuyện, ví dụ câu chuyện cô bé cằn quàng khăn đỏ đấy, có nghĩa là các bạn sẽ diễn kịch theo từng nhân vật trong đấy. Có nghĩa là bạn này đóng vai cô bé quàng khăn đỏ này, bạn này đóng vai sói này, bạn này đóng vai chú thợ săn chẳng hạn. Câu số 6 là mình sẽ có use, mình đi với use imagination, có nghĩa là sử dụng trí tưởng tượng của bạn. Đến câu số 7 là preserve our traditions, cái này thì mình biết rồi, bảo tồn những truyền thống của chúng ta. Keep a diary nghĩa là gì nhỉ? Giữ một quyển nhật ký, có nghĩa là bạn có một quyển nhật ký, và có nghĩa là hầu như bây giờ các bạn không biết còn ai viết nhật ký nữa không, đúng không? Đây là tất cả những bài đáp án trong phần bài 1. Và các bạn nhớ đây là những cụm từ nó fix, nó đi cùng với nhau rồi. Ví dụ các bạn không thể nói là collect the barefoot được, sorry ở đây phải là barefooted nhá. Các bạn không thể nói là collect the barefooted được mà bộ phải là go barefoot này, hoặc là dance to drum music, các bạn không thể nói là act to drum music được, đúng không? Ok, bây giờ để có thể luyện tập lại cái bài tập này, chúng ta sẽ cùng đến với bài tập thứ 2. Nó có nghĩa đề bài đây là gì nhỉ? You the lily formed praises in want and the verbs in the correct form to complete the sentences. Câu này nghĩa là gì đấy nhỉ? Sử dụng những các cụm từ mới thành lập rồi, và với các động từ, các bạn nhớ cho cô có chữ này correct form ở dạng đúng của từ vào để hoàn thành câu. Ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Bạn sẽ phải chọn những từ, cụm từ mình mới làm ở bài 1, và các bạn phải cho nó về dạng đúng của từ, có nghĩa là có thể có thì gì, thì hiện tại đơn này, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, thì mình phải cho nó dạng đúng về từ của từ nhá. Chứ các bạn không thể là mình chọn đúng rồi mà mình không chia động từ thì đấy vẫn là sai. Để hoàn thành câu, bây giờ mình chúng ta sẽ cần làm lần lượt từng câu một nào. In my time, most girls dot 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 where they could write down their daily thoughts and feelings. Câu này mình có thể nó dịch là ở thời của tôi, hầu hết các cô gái chấm 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 nơi mà họ có thể viết xuống những suy nghĩ và cảm xúc hàng ngày. Bây giờ mình có từ mình chú ý chúng ta từ daily thoughts and feelings, có nghĩa là mình sẽ dùng cái gì để mình viết xuống suy nghĩ và cảm xúc hàng ngày của mình nhỉ? Có phải là đây, mình cô các bạn cùng cô xem đáp án nhé. Đây đúng không ạ? In my time, most girls kept a diary where they could write down their daily thoughts and feelings. Là ở thời của tôi ấy, thì hầu hết các cô gái đều có một cuốn nhật ký nơi mà họ có thể viết xuống những cái gì đây nhỉ? Daily thoughts là suy nghĩ này, cảm xúc hàng ngày. Các bạn chú ý nào, từ kept ở đây, các bạn biết tại sao cô lại để ở thì quá khứ đơn không, mà không để ở thì hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành? Các bạn nhìn ở đây nhá, từ could nó là dạng quá khứ của từ can't, thì suy ra chúng ta có thể suy ra được là câu 1 này là câu mà người ta kể lại những hoạt động ở trong quá khứ. Nên vì vậy từ keep mình phải đổi thành kept. Từ keep đó là động từ bất quy tắc và phân từ 1 của nó là kept. Nên vì vậy mình sẽ có từ kept diary. Thay vì mình viết là in my time most girls keep a diary thì mình viết là in my time most girls kept a diary. Ok, đến câu số tiếp theo nào. Grandpa, how did the children in your village you too dot 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 dot. Các bạn có dấu hỏi chấm nhá, nó ở chỗ này nhưng nó bị kéo xuống đấy. They played the game like tug of war, hide and seek and flew the kites. Câu này mình nhìn câu này mình có thể thấy đây là một đoạn hội thoại ngắn này, mini talk giữa ai đây nhỉ, giữa cháu và ông. Thế là bạn đấy, bạn mới hỏi ông là ông ơi, thế hồi xưa là các bạn nhỏ ở làng của mình
thường chấm 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 chấm. À, họ chơi những game như là hide and seek là game gì nhỉ? Bịt mắt đi tìm này, xong rồi thả diều này. Thế các bạn ở đây các bạn thấy là gì nhỉ? À, ông bà là hồi xưa cái gì các bạn nhỏ để có một cái gọi là để... Đây là tên những trò chơi này. Các bạn chơi những cái này để các bạn làm gì nhỉ? Để các bạn không thấy buồn chán ấy. Không thấy buồn chán thì mà là gì? Entertain themselves. Là hồi xưa các bạn nhỏ thường làm gì để chơi với nhau, để chơi đùa đấy, để gọi là để bản thân không thấy buồn, để vui đấy. Thì ông ấy bảo là họ chơi những game như là bịt mắt đi tìm hay là thả diều này. Ok. Và các bạn biết tại sao ở đây cô lại để động từ nguyên thể không? Bởi vì mình sẽ có tí nữa mình sẽ học cấu trúc yêu luật sư cộng verb nguyên thể. Cấu trúc này mình sẽ học sau. Nên là đến tiết hôm sau ở Close the Loop 2 cô sẽ nói kỹ hơn về cấu trúc này. Và đến câu số 3 nào. We should work together to dot 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 dot. They are a great value to us. Câu này là chúng ta nên nỗ lực làm việc cùng nhau để chấm 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 chấm. Nó thì là rất là giá trị đối với chúng ta. Bây giờ mình có cấu trúc nhá. Be great value to somebody. Có nghĩa là có giá trị rất lớn đối với ai. Các bạn nhớ cho cô cấu trúc be a great value to somebody. Có giá trị rất lớn đối với ai. Bây giờ mình sẽ nói là gì nhỉ? Chúng ta nên làm cái gì, nên làm việc cùng nhau để làm sao mà nó là những thứ đấy là có giá trị lớn với chúng ta. Bây giờ có phải là làm act out the story không? Có nghĩa là act out the story, nghĩa là mình diễn lại câu chuyện vì nó có ý nghĩa rất lớn với chúng ta không? Không, đúng không? Trong đây câu duy nhất có thể hợp về ngữ cảnh này đó chính là preserve our traditions. Chúng ta nên làm việc cùng nhau để gìn giữ cái truyền thống bởi vì chúng có giá trị rất lớn đối với chúng ta. Các bạn nhớ cho cô nhá. Be a great value to somebody. Có giá trị lớn với ai. Ok, bây giờ đến câu 4 nào. Dot 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 and draw a picture of your dream house. À, câu này nghĩa là gì nhỉ? Mình sẽ không biết đoạn đầu tiên này là cái gì đấy, nhưng mình biết đoạn thứ hai là draw a picture of your dream house. Có nghĩa là vẽ một bức tranh về ngôi nhà trong mơ của bạn. Có nghĩa là ngôi nhà trong mơ của bạn, mình đã có một cái, có nghĩa là mình đã có một cái hình mẫu sẵn trong đầu mình rồi, hay là mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Đây là mình phải làm gì? Các bạn, cái hồi xưa mình hay nói đấy, dùng trí gì? Dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ ra ngôi nhà trong mơ. Thì câu này mình phải là use your imagination and draw a picture of your dream house. Nghĩa là dùng trí tưởng tượng của cậu vẽ một ngôi nhà trong mơ của mình đi. Ok, vừa rồi ra làm từ câu 1 đến câu 4 và chúng ta sẽ tiếp tục làm từ câu 5 đến câu 8 nhé. Tiếp tục với các câu tiếp theo từ câu 5 đến câu 8 nhé. Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm câu 5 nào. Children are very creative. They are good at. Ok, bây giờ mình sẽ có một từ khóa ở trong đây chính là từ very creative. Là gì nhỉ? Trẻ con bây giờ thì rất là sáng tạo. They are good at là chúng rất là giỏi. Bây giờ các bạn có cấu trúc nhé. Be good at là giỏi về cái gì? Be good at something. Be good at doing something. Giỏi về cái gì? Bây giờ mình sẽ nói là trẻ con bây giờ rất là sáng tạo. Chúng rất là giỏi về cái gì nhỉ? Các bạn thấy bây giờ trẻ con bây giờ các bạn, mẫu giáo các bạn đã biết làm sao rồi. Đóng kịch này thì vậy là mình sẽ có một từ gọi là act out the story, đúng không? Là diễn lại câu chuyện. Nhưng bây giờ các bạn chú ý cho cô, đây là gì đấy? At ở đây đó là giới từ. Mà sau giới từ thì nó sẽ phải cần một cái gì? Sau giới từ mình phải cần verb in. Thì chữ từ vậy mình sẽ viết là they are good at act the story hay là acting the story đấy. Chắc chắn là khi làm câu này mình phải viết là they are good at acting out the stories. Có nghĩa là diễn lại câu chuyện. Trẻ em bây giờ rất là sáng tạo. Chúng rất là giỏi kiểu diễn lại câu chuyện. Tiếp theo đến câu này. A postman comes once a day. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Nhà một bác thủ thư này, bây giờ chúng ta sẽ hầu như không thấy nữa đúng không? Ở trên thành phố thì sẽ hầu như không có nữa. Bác thủ thư đến once a day là mấy? Bao nhiêu bạn? Once a day, một lần một ngày để chấm 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 từ hòm thư. Bây giờ bác thủ thư đến để lấy cái gì từ hòm thư? Tất nhiên là lấy thư rồi. Thư thì mình sẽ có từ collect the post. Nên là bác thủ thư đến một lần một ngày để lấy các lá thư từ hòm thư. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu số 7 nào. I love dot 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 dot
on the beach and feeling the sand under my feet. À, câu này mình chưa biết là, chỉ biết là tôi yêu chấm 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 cái gì đấy ở trên biển này, và cảm nhận và thích được cảm nhận cái gì? Sand under my feet. Cảm nhận cái gì đây các bạn? Sand under my feet nghĩa là đi biển, các bạn làm sao đấy, đi như thế nào mà để có thể cảm nhận được cát ở dưới chân mình nhỉ? Có này, có phải là mình đi đi biển mình đi dép hay đi giày sneaker không? Như thế thì làm sao mình có thể feeling the sand under my feet, là cảm nhận cát ở dưới chân. Như vậy là I love. À, các bạn chú ý cho cô một chỗ nữa, đó chính là love này. Love là yêu đúng không? Là thích đúng không? Và sau, các bạn chú ý cho cô nhá, sau những động từ chỉ yêu thích hoặc ghét, có nghĩa là cảm giác của các bạn đối với cái vật đấy, như kiểu là từ love này, like, hate, dislike, enjoy, các bạn để động từ để verb in nhá. Đây thì mình sẽ là I love going barefooted on the beach and feeling the sand under my feet. Là tôi thích được đi chân đất ở trên biển và cảm nhận được là cát ở dưới chân mình. Đến câu số 8 nào. The lion dance. À, các bạn biết lion dance là gì không? Nhưng mà mình biết nó có là Mid-Autumn Festival. Thì mình biết nó là cái gì rồi nhỉ? Cái này là múa lân thường được biểu diễn vào Mid-Autumn Festival, là trung thu. Múa lân thường được biểu diễn vào trung thu, nơi mà các dancers là các gì đấy? Vũ công skillfully, có nghĩa là rất là điệu nghệ, rất là có tài, có kỹ năng. Cái gì nhở? Các bạn biết múa lân rồi đấy. Các bạn, mấy người mà chui trong con đấy thì con sư tử đấy thì nhảy theo cái gì các bạn? Nhảy theo tiếng trống đúng không? Nên thì vậy mình sẽ có từ cuối cùng ở trong bài này, đó là dance to the drum music, có nghĩa là mấy người này, múa lân này thường được biểu diễn vào trung thu, nơi mà các vũ công thì thường nhảy theo tiếng trống. Ok, bây giờ chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 2 rồi. Alright, vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Và bây giờ để có thể giúp các bạn có một lượng từ vựng nhiều hơn nữa, thì chúng ta sẽ tiếp tục đến bài tập số 3 nhá. Bài tập số 3 nào, mình sẽ đọc đề bài là choose words and phrase from the box to complete the sentences. Nghĩa là chọn các từ ở trong cái bảng này và để hoàn thành câu. Bây giờ mình có một số từ như sau: illiterate, face to face, physical, strict rules, street vendors and seniority. Bây giờ đầu tiên mình sẽ, cô và các bạn sẽ cùng nhau đến để cắt nghĩa từng từ câu này xem nó có nghĩa là gì nhá. Từ đầu, ok, từ đầu tiên nó sinh ra từ illiterate. Nó là một tính từ và nó có nghĩa là mù chữ, không biết đọc, không biết viết. Cái này là chắc là bây giờ hầu như ai chúng ta đã biết chữ và biết đọc, biết viết rồi. Nhưng đây là từ mà nói về, có thể nói về cái thời ông bà của chúng ta, vì rất ít người được đi học, nên là vì vậy hầu như mọi họ đều mù chữ và không biết đọc, biết viết. Đến thứ hai đó chính là từ face to face, có nghĩa là các bạn làm sao nhỉ? Mặt đối mặt nhau, là mặt đối mặt. Cái này là dịch theo nghĩa gọi là word by word đấy ạ, là face to face, là mặt đối mặt nhau. Hoặc là có thể các bạn có thể dịch một cách là trực tiếp, nói chuyện trực tiếp với nhau. Ok, đến thứ ba là physical. Nó là một tính từ, nó rất là, nghĩa của nó là thuộc về mặt thể chất, thuộc về cơ thể của mình. Thứ tư nào, strict rules, những luật lệ nghiêm khắc. Ở đây nó là một cụm danh từ nhá. Danh từ chính là từ rules, có nghĩa là mình biết là luật lệ rồi. Và từ strict ở đây, nó nghĩa là tính từ của nó là nghiêm khắc. Nên ghép lại từ strict rules, mình có thể dịch là những luật lệ nghiêm khắc. Đến thứ ba là street vendors, có nghĩa là những gánh hàng rong. Các bạn, cái này bây giờ các bạn có thể cũng gặp thấy rất là nhiều ngoài đường đúng không? Street vendors là danh từ, nó là những gánh hàng rong. Đến từ seniority, nghĩa là có tuổi hơn, là những người lớn tuổi ấy, vai vế cao hơn mình, đáng tuổi, ông bà, bố mẹ mình chẳng hạn. Đó là danh từ những người có tuổi hơn mình nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đến bài tập, đến các câu để mình xem là mình điền từ nào vào câu nào nào. Ok, bây giờ mình sẽ có 6 câu ở trong đây. Câu thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và bây giờ mình, cô và các bạn sẽ cùng làm lần lượt từ câu 1 đến câu số 6 nhá. Câu đầu tiên, cô đã highlight cho các bạn một cụm từ và các bạn nên học, đó từ cụm gì đấy? Pay respect to somebody. Đây ạ. Pay, paid
respect to somebody, nghĩa là tôn trọng ai đó. Bây giờ mình sẽ dịch câu này: dành sự tôn trọng, dành sự tôn trọng cho ai này? Dành sự tôn trọng là câu số 1 nào. Pay respect to somebody of dot 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 is a tradition in Vietnam. Dành sự tôn trọng cho người chấm 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 là một truyền thống ở Việt Nam mình. Việt Nam mình có cái truyền thống gì nhở? Kính già yêu trẻ ấy. Thì bây giờ mình sẽ có trong đây có một từ nào hợp nhất trong đây? Tất nhiên là mình không thể nói là dành sự kính trọng cho street vendors được, nó không hợp. Nó không hợp ngữ cảnh một tí nào, cũng không thể là pay respect to people, mà đây nó các bạn nhìn nó là people nhá, về người. Thì trong đây chỉ có một danh từ duy nhất thôi mình có thể nói đến người, và chính tiếng là từ seniority. Dành sự tôn trọng cho những người lớn tuổi hơn mình này, những người có vai vế cao hơn mình là một truyền thống của Việt Nam. Cái này là chắc chắn rồi đúng không? Đến câu số 2 nào. Quite a large number of ethnic people in the mountain are still, they can't read or write. Ok, câu này là gì đấy nhỉ? Một số lượng lớn, các bạn chú ý cho cô cụ. A large number of. Mình sẽ dịch là một số lượng lớn. Người ethnic là người như thế nào đấy các bạn? Ethnic là tính từ, là những người mà thuộc vùng sâu vùng xa ấy ạ. Một số những lượng lớn người thuộc vùng sâu vùng xa ở trên núi. Và các bạn nhìn ở đây này, to be là are. Các bạn nhớ cho cô nhé, khi chủ ngữ mà nó là a large number of cộng với danh từ số nhiều thì động từ mình sẽ để số nhiều. Nên vì vậy to be ở kia nó chia là are chứ không phải là is. Vậy một số lượng lớn người mà ở dân, những người dân tộc thiểu số sống ở trên núi ấy, thì vẫn chấm chấm chấm. À, cái keywords ở đây của chúng ta đấy là các đoạn này đấy ạ. Can read and write. Họ không thể làm sao? Không thể đọc này, mà cũng không thể viết. Mà một người mà không thể đọc, không thể viết thì mình nói là có từ gì nhỉ? Từ gì để miêu tả người ta? Illiterate là hầu hết những người này là bị mù chữ, họ không thể đọc, không thể viết được. Ok, đến câu số 3 nào. Eating from, à đây chúng ta có từ ăn. Ăn cái gì ở đâu? Is a popular habit of people in big cities in Vietnam. Ăn chấm 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 là một habit, là các bạn biết là gì không nhỉ? Thói quen, là một thói quen phổ biến của những người sống ở đâu? Big cities, những thành phố lớn ở Việt Nam. Bây giờ ăn cái gì nhỉ? Trong đây mình sẽ có chỉ, các bạn chú ý cho cô một cái nữa đấy, đây chính là trạng từ. Sau trạng từ mình sẽ để có thể là, à sorry, từ from ở đây là giới từ. Sau giới từ, một là điền verb in, hai là phải điền danh từ. Ăn chấm 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 ở đâu nhỉ? Bây giờ mình chỉ còn từ strict rules là luật lệ này, là thuộc danh từ này. Và từ street vendors là gánh hàng rong. Thì bây giờ mình sẽ là gì? Chắc chắn cái này sẽ là eating from street vendors, là ăn đồ ăn ở những gánh hàng rong, là một cái thói quen rất là phổ biến của những người sống ở thành phố lớn ở Việt Nam như các bạn. Ví dụ như là mình đi học muộn ấy, tất nhiên là bố mẹ tất nhiên không có thời gian làm đồ ăn sáng, thì mình sẽ đi đâu? Đi mua xôi ở bà bán ở cạnh trường, hay là đi mua hoa quả thì cũng mua hầu như là được, một là các bạn vào siêu thị vào chợ, hai là các bạn hay mua ở những người bán ở ven đường đúng không? Có rất nhiều. Nên vì vậy đây là một thói quen rất là phổ biến của những người sống ở trong thành phố lớn. Câu số 4 nào. There should be dot 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 on the roast to reduce the numbers of accidents. Nên có một, cái này là nên có chấm chấm chấm. Các bạn nhớ cho cô, road này ở trên đường. Nhưng để làm gì? Reduce the number of accidents. Nên có cái gì đấy ở trên đường để, có nghĩa là khi tham gia giao thông ấy ạ, để giảm số lượng các vụ tai nạn xuống. Bây giờ các bạn nghĩ là nên làm cái gì? Trong đây chỉ có một từ. Và chỗ này nó cần một danh từ sau to be. Một là tính từ, hai là danh từ. Nhưng ở đây mình nhìn thấy trong câu này không thể điền tính từ được, bởi vì tính từ không hợp lý trong câu này. Bây giờ mình sẽ chỉ có từ gì thôi? Strict rules, có nghĩa là nên có những luật lệ nghiêm khắc hơn khi ở trên đường để giảm thiểu cái tình trạng những số vụ tai nạn xuống, đúng không? Đến câu số 5 này nào. Punishment, đây các bạn chú ý cho cô nhé, đây là danh từ này. Punishment là gì? Sự trừng phạt. Nó là danh từ.
Mà trước danh từ, buổi trước cô đã nói cái này thực sự là trên dưới 3 lần rồi. Nghĩa là gì nhỉ? Trước danh từ chúng ta cần phải một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Thì trong đây mình biết là à, cái chỗ trống nó cần điền một tính từ rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp nào. Punishment was common at school in the past. Đây là gì nhỉ? Chấm 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 chấm, phạt là một hình thức làm sao? Rất là phổ biến ở trường học trong quá khứ. Bây giờ mình có một từ gì nhỉ? Nó là cần tính từ. Và trong đây mình chỉ còn mỗi từ face to face và physical. Mà từ face to face nó không phải là tính từ, nó là trạng từ. Nên vậy thì mình sẽ chỉ còn từ physicals. Physical punishment was common at school in the past. Các bạn có biết cái cụ mình nghĩa physical punishment nghĩa là gì không? Nghĩa là phạt về mặt, nghĩa là đánh ạ. Nghĩa là việc đánh học sinh thì là một hình phạt phổ biến ở trường học, nhưng mà là in the past, ở trong quá khứ. Các bạn có thể về hỏi bố mẹ là chắc chắn là các bố mẹ các bạn sẽ biết cái hình thức gọi là physical punishment là việc đánh học sinh hồi trước. Bây giờ thì chắc không còn nữa, nhưng mà đến câu số 6 nào. I prefer talking dot 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 to talking on the phone. Tôi, cái từ prefer này các bạn biết là gì không nhỉ? Prefer đây nghĩa là thích hơn. Bây giờ mình sẽ có cấu trúc này nhá. Prefer verb ing to verb ing. Câu này các bạn sẽ dịch là thích cái gì hơn cái gì. Bây giờ mình sẽ dịch cái đây là tôi thích nói chuyện chấm 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 hơn là nói chuyện trên điện thoại. Thế bây giờ tôi thích nói chuyện như thế nào hơn là nói chuyện trên điện thoại nhỉ? Tất nhiên là tôi face to face. Tôi thích nói chuyện trực tiếp hơn là nói chuyện trên điện thoại. Và mình có một cấu trúc rất là hay gặp trong đề thi của các bạn. Prefer verb ing to verb ing. Thích cái gì hơn cái gì. Ok, vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Và trong đây chúng ta có thể biết được rất nhiều cụm từ vựng mới, ngoài những từ mà cô đã đưa ngay từ đầu tiên trong bài giới thiệu bài 3 này. Chúng ta sẽ có cụm gì, từ gì nhỉ? Pay respect to somebody, có nghĩa là tôn trọng ai đó này, dành sự tôn trọng cho ai đó này. Từ cụm từ gì nhỉ? A large number of cộng với danh từ số nhiều thì chủ ngữ chia số nhiều này. Thứ hai đó là cái từ cụm từ gì đây nhỉ? Prefer verb ing to verb ing, nghĩa là thích cái gì hơn cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập thứ tư và để xem là bài tập thứ tư nói về cái gì nhá. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến bài thứ tư này nhá. Complete the sentences with the right form of the words below. Cho hoàn thành câu với dạng đúng của từ sau đây. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy từ gì sau đây đây nhỉ? Có từ đầu tiên là từ tradition, habit, behavior và practice. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bốn từ này nghĩa của nó khác nhau như thế nào và trong nó sẽ sử dụng trong từng trường hợp hoàn cảnh nào nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có từ tradition. Từ này là trong cái unit 4 này chúng ta sẽ gặp rất nhiều lần. Nó danh từ là phong tục truyền thống này. Từ habit nghĩa là thói quen, có nghĩa là mình lặp đi lặp lại cái hành động này nhiều lần. Ví dụ như cô thói quen là phải nghe nhạc trước khi đi ngủ chẳng hạn. Đấy. Behavior là cách đối xử, cách cư xử. Nó là behavior là cách cư xử, đối xử của mình với các người xung quanh hoặc là với các sự việc xung quanh mình nhá. Behavior, danh từ của từ behave, cách đối xử, cư xử. Thứ ba là nó sinh ra từ practice, nghĩa là hành động, các sự việc. Ok, practice này nó còn có một nghĩa động từ là luyện tập nữa đúng không? Nhưng ở đây bài ngày chúng ta sẽ nói đến nghĩa danh từ của nó, nghĩa là hành động, các sự việc. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau làm bài tập thứ tư nào. Bài tập thứ tư này chúng ta sẽ có bao nhiêu câu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 câu. Và đầu tiên mình sẽ có câu đầu tiên nào. It's never easy to break a bad dot dot dot. Không bao giờ dễ dàng để chấm 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 cái gì đấy. Các bạn có chữ bad ở đây, tồi tệ. Bây giờ mình sẽ có cái gì tồi tệ nhỉ? Không bao giờ dễ dàng để, có nghĩa là mình sẽ dịch câu này là không bao giờ dễ dàng để bỏ một chấm 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 tồi tệ. Chắc chắn mình sẽ ở đây của mình sẽ có từ habit rồi. Nó thì không bao giờ dễ dàng để có thể bỏ đi một thói quen xấu cả. Mình biết nó là xấu rồi nhưng mình vẫn không thể bỏ được. Ví dụ như cô là thức khuya chẳng hạn, bảo tự nhủ bản thân là phải ngủ sớm nhưng mà không bao giờ có thể gọi là break a bad habit of sleeping late chẳng hạn, không bao giờ có thể gọi là bỏ được cái thói quen ngủ muộn này. Ok, đến câu số 2 nào.
hit bold. Bây giờ mình có tính từ bold nhá. Bold này mình dịch, các bạn làm words nhiều rồi ấy, nó sẽ có bold ở đây, các bạn in bold nghĩa là in đậm. Nhưng mà tính từ ở đây mình có thể dịch là cứng rắn. His bold dot 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 shocked everyone present. Là cái gì đấy cứng rắn của anh ấy đã làm mọi người cảm thấy bị shock. Không ngờ cái gì nhỉ? Cái cách cư xử hết sức cứng rắn, không khoan nhượng của anh ấy đã khiến cho mọi người hết sức bất ngờ tại thời điểm đấy. Đến câu số 3 nào. It runs at a dot 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 in Vietnam that elderly grandparents and parents are taken care by their children. Chỗ này phải có một chữ T nhá. By their children until they die. À, câu này nghĩa thế này nhỉ? Nói như là, các bạn chú ý cho cô, cụm run as mình có thể dịch là nó thì như là chấm 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 ở Việt Nam là những gì đấy? Những người già như là ông bà này, bố mẹ, taken care of là được chăm sóc bởi con của họ đến tận khi mà họ chết. Có nghĩa là nó như thế nào ở Việt Nam mình là bố mẹ này, ông bà sẽ được chăm sóc bởi con cái đến tận khi mà họ chết nhở. Và đây, các bạn chú ý cho cô nhá, từ có một cụm take care of, cô chụp vào đây. Nó là một cụm hết sức mình hay gặp, take care of là chăm sóc này. Và nó sẽ bằng với look after. Các bạn nhớ nhá, take care of bằng cuối cùng nghĩa với look after đều là chăm sóc. Thì ở đây mình sẽ dịch gì nhỉ? Nói như là một cái gì ở Việt Nam mình mà khi mà ông bà bố mẹ thì được chăm sóc bởi con cái. Chắc chắn nó sẽ là tradition. Như là một truyền thống ở Việt Nam mình khi mà ông bà bố mẹ sẽ được chăm sóc bởi con cái của mình đến tận khi mà họ chết. Đến câu số 4 nào. It was his dot 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 to take a nap after lunch. Có nghĩa là gì đây nhỉ? Take a nap là đi ngủ trưa đấy ạ. Đó chính là cái gì đấy của anh ấy mà phải đi ngủ trưa sau bữa trưa. Đi ngủ một chút sau bữa trưa. Nên như vậy mình sẽ là take a nap là đi ngủ một giấc ngủ ngắn thôi. Nên mình sẽ viết là habit. Đó chính là thói quen của anh ấy khi mà anh ấy phải đi ngủ này sau bữa trưa. Đến câu số 5 nào. Using blackboard and chalk as only teaching aid is still a common dot 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 in most developing countries. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Dùng blackboard là dùng gì đấy? Cái như cái này đấy ạ. Bảng đen này và chalks ở đây là phấn. Như là một công cụ, cái từ aid này các bạn dịch là công cụ nhá. Công cụ dạy học duy nhất thì vẫn là một common là gì? Thường gặp ở các nước developing country là các nước gì đấy ạ? Các nước đang phát triển hay các nước đã phát triển? Developing country là các nước đã phát triển giống như Việt Nam mình vậy. Việc sử dụng bảng này và phấn như là một công cụ dạy học duy nhất thì vẫn là một cái gì đấy phổ biến ở hầu hết các nước đang phát triển. Bây giờ mình sẽ có chữ gì nhỉ? Mình phải điền từ habit cho vào đâu? Là một thói quen phổ biến có được không? Hay là behavior là một cách cư xử phổ biến đúng không? Cách cư xử thì mình sẽ không dùng việc dùng bảng. Mà đây nó phải dùng từ practice. Việc sử dụng bảng đen và phấn là công cụ dạy học duy nhất thì vẫn là một cái hành động phổ biến ở hầu hết các nước đang phát triển. Đúng sao? Tiếp theo các bạn đến câu tiếp theo nào. He could be fined. À đây, các bạn nhớ từ fine này, các bạn bảo ô, tại sao từ fine lại thêm ed nhỉ? Nó không phải là danh từ nghĩa là lừa à? Tại sao trong câu này mà người ta lại he could be fined? Anh ấy bị làm sao mà lại liên quan đến lừa nhỉ? Nhưng các bạn nhớ nhá, từ fine này nó có một nghĩa khác, một nghĩa dạng động từ của nó khác, nghĩa là sa thải, nghĩa là đuổi việc ai đó. Anh ấy có thể bị đuổi việc hoặc bị sa thải bởi vì cái từ rude ở đây là tính từ. Bởi vì cái gì nhỉ? Rude ở đây các bạn có biết nghĩa là gì không? Nó trái nghĩa với từ polite ấy. Một cách thô lỗ, towards, đối với VIP guest. À, câu này mình có thể dịch là anh ấy có thể bị đổi việc bởi vì chấm 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 cái gì của anh ấy rất là cái hành động cái gì thô lỗ này với khách hàng VIP là khách hàng VIP đấy. Thì câu này mình sẽ có cái gì nhỉ? Anh ấy bị đổi việc bởi vì cái habit, cái thói quen của anh ấy, hay là cái gì mình sẽ có nhá, behavior. Các bạn có một cụm này, behavior toward somebody or something là
cách ứng xử đối với ai, anh ấy có thể bị đuổi việc vì vì cách ứng xử gọi là thô lỗ, cộc cằn của mình đối với khách hàng VIP. Khách hàng VIP, các bạn biết từ VIP là viết tắt của từ gì không? Very important person, là những khách VIP đấy ạ. Ok, bây giờ cô và các bạn vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập thứ tư. Là bài tập này giúp các bạn phân biệt được bốn từ. Từ nào đấy? Habit, nó dịch nghĩa là gì nhỉ? Thói quen này. Behavior là cách cư xử, ứng xử, nhưng cái này là của bản thân mình hoặc của ai đó đối với những người xung quanh. Thứ ba là tradition, có là truyền thống. Thứ tư, practice, có nghĩa là hành động, sự kiện xảy ra. Và các bạn ở trong đây, trong câu này các bạn cũng có thể học được một số cụm từ mà cô thấy khá là giúp ích và có thể các bạn có thể gặp trong bài kiểm tra và bài thi. Ví dụ từ cụm nào sau đây? Take care of là chăm sóc ai đó và nó cùng nghĩa với từ look after. Ok, đến cái cụm thứ hai các bạn có thể học đó chính là behavior towards somebody. Có have behavior towards somebody, có cái thái độ như thế nào đối với ai, đúng không? Và ngoài ra chúng ta còn có, ngoài cái việc này còn có thể gặp được một số từ vựng mới như là từ take a nap này, đi ngủ này, ví dụ có từ aid này nữa, là công cụ. Ok, bây giờ chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài thứ tư rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần gọi là tổng kết xem bài học ngày hôm nay chúng ta đã học về cái gì nhá. Ok, vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành hết 4 bài tập và cũng như học được một số từ vựng cũng như cụm từ mới, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tổng kết là xem ngày hôm nay chúng ta đã học cái gì nào. Đầu tiên, more words related to the topic. Topic chúng ta đã học hơn nhiều hơn những từ mà liên quan đến chủ đề, hoặc là như ví dụ như từ nào? Tradition này. Từ gì? Có rất nhiều từ, ví dụ các bạn có một từ, một số từ như là từ và những cụm từ nữa, giống như là act out the stories hay là go barefooted. Và thứ hai đó là bài difference among four words, tradition, habit, behavior and practice. Và chúng ta cũng học được sự khác nhau giữa bốn từ tradition, habit, behavior and practice qua cái bài tập thứ tư vừa rồi. Bây giờ bài tập hôm nay của chúng ta đến đây cũng là kết thúc rồi, và cô mong các bạn có thể tiếp tục cố gắng học tập tốt và có thể gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo. Xin chào các bạn. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.